lưỡi vẫn còn. Trương Nghi lúc Hàn Vi thường hay hầu rượu tướng nước Sở. Một hôm, tướng nước Sở mất ngọc bích, môn hạ ai nấy đều ngờ cho Trương Nghi và đánh đập Nghi tàn nhẫn. Trương Nghi không phục tình. Lúc được tha trở về nhà, vợ thấy thế bảo rằng: "Than ôi, giá chàng học hành biết du thuyết thì không đến nỗi nhục nhằn như thế này." Trương Nghi há mồm to hỏi vợ rằng: "Nàng thử xem cái lưỡi của ta có còn không?" Vợ cười nói: "Lưỡi vẫn còn." Trương Nghi bảo: "Thế thì được." Rồi sau Trương Nghi quả nhiên thành ra một nhà du thuyết giỏi có tiếng thời bấy giờ. Lời bàn: phàm người ta thường có bị sỉ nhục thì mới phẫn chí. Khi đang phẫn chí mà có ai khích cho một câu thì tất phải cố công, gắng sức làm cho rời được cái nhục và nên công nên việc mới nghe. Trương Nghi đây sở dĩ mà thành được nhà du thuyết giỏi, tuy là tự tài mình làm nên, nhưng cũng là vì có kẻ làm nhục, lại nhờ có vợ khuyến khích thêm cho nữa. Vậy nên ở đời, những kẻ thù nghịch sỉ nhục mình thường có khi lại chính là kẻ giúp cho mình làm nên vậy.